Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng với Moon với Sky ăn mít nha. Đấy, Sky lấy được cái kìa. Sky giỏi kìa, Moon lấy đi. Úi da, Moon cũng giỏi. Moon giỏi, Moon cũng biết lấy. Đây, mẹ cho. Sky ăn đi. Đây. Ngon không? Sky hả? Ok, đúng rồi. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi. Ăn đi. Không biết ăn mít à? Mình không biết nhìn cái gì đấy con. Thế sao ta mượn ăn cái gì? Muốn. Này, tự bóc đi. Muốn cũng thích miếng to phải không? Đây. Cho thì không lấy thì gặm cả củ. Gặm đi. Ngon nhỉ? Ừ, ngon nhỉ? Ừ, đúng rồi. Ngon không? Làm sao? Sakai làm sao? Sakai ơi! Sakai ơi! Cái bông to thế nhỉ? Sakai ơi! Sakai thích bế hả? Đâu xem cái bụng nào no chưa nào? Cái bụng nó tròn hả? Giỏi hả? Thích bế hả? Về ghế ngồi đi. Chả toàn những mũi to thế. Sự cay đúng không ạ? Lãng phí quá. Không thể ăn như thế được. Này. Này. Thế muốn ăn cái gì? Nè. Ăn khôn thế. Cái củi này lại không ăn, ăn cái chơ, nó sơ ngon hơn nhiều. Đây. Này. Này, sợ cái này. Ngon nào? Ngon nhỉ, sợ căng nhỉ? Ăn và video của mình cũng xin tạm dừng đây các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Ngon quá nhỉ.